Rồi, hello mọi người nhé. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một con máy mới nha. Con này là máy Estin. Hàng chính hãng của Estin luôn nha. Máy của nó tên gọi là FS3001 nha mọi người. Con máy này thuộc nòng 34 ly. Đó, mọi người xem máy rất là sáng nha. À, con này theo mình cảm nhận nha, mình thấy thì chất lượng của nó dàn mũ nè, nước si thì rất là ok, nước sơn cũng đẹp, ốc trắng đẹp. Con này bên ngoài là chính hãng, bên trong là đặt hàng công ty, hàng chính hãng nhập về luôn nha. Đó, nó rất là đẹp, nòng rất là dày, lớp kiến bóng nha. Đó, lớp kiến cũng rất là dày nha mọi người. Bình xăng nè. Đồ của nó thì mình thấy là về sau mọi người có tiền thì xài hàng chính hãng, còn mà không có tiền nha thì có thể xài các dòng nòng 260, đồ phụ kiện 260 ở ngoài thị trường đó, rất là nhiều, hàng Kavi nè, rồi Oshima nè, và nói chung là rất là nhiều thứ nha. Những cái đồ đó thì mình cảm nhận thì nó rất là ok, bỏ vô cũng vừa nha. Đó, nhưng mà tốt nhất thì mình nên xài hàng chính hãng thì chất lượng nó sẽ cao hơn. Bình xăng lớn các thứ luôn ok. Thôi nha, cầm tua con này rất là nhanh nha mọi người. Đó, ok. Máy rất là sáng, nhìn đẹp bóng. Đó, thì kèm theo của nó thì có một tiếp buri nè. À, máy có lục giác, hai cái lục giác và hai cọng dây rút xịn sò. Hướng dẫn sử dụng. Dây đeo, một bình và một con dao. Đó. Mình cảm nhận nha. Đó, tay bóp của nó đây. Hàng Estin nó khác, cầm rất là chắc chắn. Tem nè. Cản cỏ, đầu bò chắn kịp nó đây. Đó, thì như mình vui một cái, còn cái này mình review cho mọi người luôn lúc mình mở thùng nha. Đó, thì bên trong thùng là nó sẽ như vậy. Đó, phụ kiện của nó gồm đầy đủ giống như nha. Hàng này mình nổ lên mình cảm nhận rất là ok nha mọi người. Dòng tua rất là nhanh. Đó, nước sơn trắng đẹp dài, dập chữ nổi Estin ở đây, chính hãng, logo chính hãng. Máy móc rất là đẹp, tùm lóc cũng có số. Đó, ok nha mọi người. Mọi người mua số lượng thì cũng có giá tốt, chiết khấu hoa hồng, còn mà mua lẻ 1-2 cây bên em vẫn có thể bán và giao toàn quốc nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết video Estin FS3001 nha.